Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành chặn dừng một xe ô tô khách khi di chuyển trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Viên Thành, huyện Yên Thành, bắt giữ hai đối tượng Trá A sinh năm 1985 và Mùa A Cở sinh năm 1989 cùng trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Số ma túy nói trên được hai đối tượng cất giấu trong vali gửi đi cùng xe ô tô khách. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện phòng PC04 đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục điều tra mở rộng.